trong cái khuôn khổ này thì ngày hôm nay chúng tôi chỉ trình bày một số cái lưu ý của bà con để mà phòng cái vườn cây mình để cho nó không có bị mặn xâm nhập, mà ở cái vùng mà mặn thường xuyên và có cái nguồn nước của cái con sông Mekong. Thành ra tôi cũng giới hạn như vậy. Thì như câu hỏi đặt ra thì chúng tôi cần phải lưu ý bà con vấn đề gì? Thì cái thứ nhất là cái vấn đề ngăn mặn. Thì nói đó là một cái vùng mà mặn thường xuyên thì chắc chắn là đê bao cống bọng bà con mình đã chuẩn bị tốt rồi, bởi vì năm nào nó cũng có tới hết trơn mà. Nên chắc chắn rằng bà con mình đã chuẩn bị cái đê bao cống bọng. Nhưng mà tôi chỉ lưu ý là bà con mình cần phải gia cố nó lại. Bởi vì cái đất ở đồng bằng sông Cửu Long của mình, bà con biết là đất có cái hàm lượng sét rất cao và lại sét đương nở nữa. Có nghĩa là trong cái mùa khô thì nó co rút lại, mùa mưa thì nó lại nở trở ra. Nên chính cái chỗ nó co rút như thế mà nó dễ bị sạt lở, nên bà con cần phải có cái củng cố cái hệ thống đê bao và cống bọng này lại cho nó chắc. Cái lưu ý thứ hai đó là bà con mình phải lưu ý cái vấn đề là trữ ngọt. Mà đặc biệt năm nay thì có khả năng là mưa nó sẽ dứt sớm, rồi trong đầu năm 2024 thì không có một cái nước mưa bổ sung đủ. Nên cái việc mà bà con mình cần phải trữ ngọt thật là sớm và trữ càng nhiều càng tốt. Cái lưu ý thứ ba đó thì một cái lợi thế của cái vùng mặn thường xuyên ở Bến Tre nó khác như là ở của Cà Mau, Trần Văn Thời hay là của Kiên Giang như là An Biên, An Minh rồi này kia đó. Nó khác một chút xíu là cái nguồn nước ngọt của sông Mekong á, lúc nào ở trên thượng nguồn nó cũng có đổ về. Thành thử ra cái việc mà gọi là tranh chấp mặn ngọt á, nó luôn luôn diễn ra ở trên sông á, thì bà con mình canh cái con nước để tìm cái thời điểm mà nước sông ở trên thượng nguồn mà đổ ngọt về đó, thì mình tranh thủ mình gọi là đưa vào bổ sung vô cái lượng dự trữ này. Thì bà con biết là trong một tháng mình có hai lần cái con nước kém. Nước kém có nghĩa là nước biển nó rút xuống, nó rút xuống sâu. Và trong cái thời điểm mà nước kém đó thì trong một ngày nó cũng có hai lần nước ròng. Nước ròng có nghĩa là nước xuống thấp. Thì bà con biết rồi, cái tranh chấp mặn mặn ngọt mà, khi nào mà mực nước biển nó dâng cao thì nó chặn cái nguồn nước ngọt từ ở trên thượng nguồn đổ về, mà khi nước biển mà rút xuống thấp như thế này thì cái nước ngọt ở trên thượng nguồn nó có cái điều kiện nó đẩy cái mặn lùi trở ra biển xa hơn. Nên cái cơ hội mà ở tại cái vùng của bà con đó, trong những cái thời điểm mà cái con nước kém và nước ròng đó, thì có thể là nước ngọt về tới cái chỗ của mình. Nên bà con tranh thủ ở những thời điểm đó thì mình lấy cái dụng cụ đo mặn ra mình đo. Mình thấy mà cái nước ngọt nó về rồi, tức là cái độ mặn của nó dưới 0,5 phần ngàn là bà con có thể sử dụng được rồi. Mà nếu mà 0,2, 0,3 phần ngàn thì tốt nữa. Thì bà con tranh thủ, nghĩa là mình bơm vô để mà bổ sung. Sau khi mà cái cây bưởi mà nó đậu trái để mà nó có cái trái non, cái nụ trái non như thế này đó, thì đúng lúc đó thì bà con mình cần phải có một cái lần bón phân. Mà cái lần bón phân này đó thì cái loại phân mà bà con sử dụng đó, nó có ba số bằng nhau thì càng tốt. Bởi vì cái trái bưởi non đó, nó cần cả đạm lẫn kali ở lúc này để mà nó phân chia cái tế bào, phân chia tế bào để rồi sau đó nó giãn nở, tế bào nó mới cái trái nó lớn. Thì người ta sử dụng phân ba số bằng nhau, có thể là ba số 15 đầu trong ba số 16 thì bà con đều có thể bón được cho nó. Đấy là nghĩa là sau khi đậu trái. Và trong cái quá trình phát triển của trái đó thì bà con biết là cái trái bưởi á, từ khi mà đậu trái cho tới thu hoạch thì cũng mất khoảng 7 tháng nè. Nên có thể bà con cho nó thêm 1 tới 2 lần phân nữa. Thì hai cái lần phân này thì cái lần phân bổ sung kế tiếp đó, thì có thể là khoảng cỡ chừng 2 tháng hay là hơn 2 tháng gì đó. Thì bà con cho nó một lần phân nữa thì lúc này bà con có thể là sử dụng cái phân mà AT3 hoặc là bà con sử dụng 15 năm 20 đó
thì bà con TE đó, bà con có thể sử dụng cái phần này ở cái thời điểm đó. Rồi sau đó khoảng cỡ chừng 2 tháng hay là hơn 2 tháng gì một chút nữa thì bà con cho nó một cái đợt phân đầu trâu nuôi trái. Có nghĩa là 14 đạm, 7 lân và 21 kali. Bởi vì lúc này chúng ta cần cái kali nhiều, bởi vì kali nó là một dưỡng chất của chất lượng. Nên nếu như mà nó có đầy đủ kali thì nó làm cho cái lớp chất lượng của cái trái bưởi nó sẽ tốt hơn. Còn nếu đi sâu hơn vào về cái cơ chế đó thì cái chất kali nó làm một cái đường dẫn để mà nó dẫn cái dinh dưỡng đường bột từ ở lá đem vô ở trong trái. Mà cái kali thì nó cũng giúp cho cái độ ngọt của trái nó cũng là tốt hơn và nó cũng gia tăng cái khả năng chống chịu sâu bệnh. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.